rồi, nguồn dinh dưỡng Tư Thích. Xin chào các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thái Chuối TV. Hôm nay anh Thái sẽ cho bọn mình học 24 giờ trong trường nhá. Thôi ơi, gặp ma đấy anh Thái ơi, đừng có thử thách 24 giờ. Mấy đứa nhầm hết rồi, hôm nay anh dẫn mấy đứa ra cổng trường ấy là chơi trò chơi, chơi thử thách. Nhưng mà không phải là 24 giờ các bạn ạ. Mà đó chính là thử thách chơi trốn tìm trong trường. Đấy. Tại vì tem bọn mình cũng chưa chơi trốn tìm ở trong trường bao giờ, nên là bọn mình sẽ thử thách chơi trốn tìm trong trường. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong sân trường nhá, đi thôi. Từ. Hả? Chúng mày nhìn ta làm ảo thuật này. Ôi! Ghê chưa? Ôi! Anh Tùng ơi, 10.000 xong rồi chưa? Thôi không làm trò nữa, đi vào trong sân trường đi, nhanh lên. Thử thách chơi trốn tìm như sau, mấy đứa sẽ đều là người đi trốn và anh sẽ là người đi tìm. Ok, trong cái thử thách lần này thì chắc chắn sẽ có một người giành được giải nhất. Yeah! Giải nhất trị giá 200.000. Yeah! Và trong thế gì vậy trời? Và trong 5 đứa sẽ có một đứa được 200.000. Yeah! Và thế gì vậy? Bây giờ cho mỗi đứa một chiếc điện thoại để quay lại quá trình đi trốn của mình nhá. Thằng Cún Bê Đê đâu rồi? Cún đâu rồi? Em đây. Mày lấy cái xe ở đâu mà nhìn dĩ này? Chúng mày chỉ lấy xe 2 bánh này đúng không? Đây là xe 3 bánh đấy nhá. Ở trên thế giới này chỉ một mình tao sở hữu một cái con xe này thôi. Xe này là hàng mili tụt đấy. Ô, chúng mày đâu rồi? Mày nói gì đó? Rất là nhiều chỗ chơi trốn tìm. Đấy. Chất chưa? Hả? Trường này sao lại có cái lưới đánh chim ở đây? Cái này người ta văng lên để đánh bóng chuyền mà. Mày nhìn dưới đây này. Này nó kẹp vào kia này. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là viện bảo tàng nhỏ của trường mình. Trong đây được trưng bày những chiếc xe mà rất là xịn sò. Những chiếc xe siêu sang này chỉ để trưng bày ngắm thôi chứ không được lấy ra đi các bạn ạ. Anh Thái, chơi trốn tìm chưa? Quảng cáo không thế? Quên với các bạn là còn 3 chiếc Mercedes được trưng bày bên này nữa. Làm bằng bạc không hủy. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ chơi thử thách nhá. Bây giờ anh sẽ cho mấy đứa 5 phút để đi trốn. Vâng. Nhớ là mấy đứa phải chơi xung quanh trường thôi nhá, đừng có mà trèo tường chạy về nhà ngủ á, anh không tìm đâu. Vâng. Rồi, bây giờ anh bắt đầu đếm này. Anh bắt đầu đi. 5, 10, 15, 20. Nó được đâu? Đấy, anh chơi thật đi. Chơi thật nhá. Nào lại đây. Đây anh bịt bằng khăn luôn. Ok. Khăn ấy thấm đi. Nào. Được chưa? Rồi. Anh đếm đi. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Chơi cẩn thận tí các bạn ạ. Chốc bọn nó biết và nó chửi chết. Ok. Làm và đếm lại nhá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Chạy. Ở đây phải đấu chưa? Không, em không có chỗ này. Lên trên đây. Chỉ biết nấp chỗ nào. Mình nấp ở bụi chuối. Mình nằm bên công viên các bạn ạ. Các bạn ơi, mình trốn ở đây nào. Không biết anh Thái có tìm được mình không? Mình cố gắng để được 200.000 nhá. Wow. Mình chưa bật tên. Chỗ này hở các bạn ạ. Được chưa? Anh đi tìm nhá. Nói thế mà không thấy đứa nào thưa, chắc chắn là bọn nó đã lấp xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm. Yên tâm các bạn, mình sẽ không phải canh cái cột kia nữa. Tại vì mình tìm được ai là người thua các bạn nhé. Các bạn, mình thấy giáp bọn nó vất đầy này, chắc chắn là bọn nó ở trong cái chỗ này. Con này lấp kỹ thế nhở. Ui, vừa mình nhìn thấy cái bóng dáng này đen đen. Bóng dáng này đó vừa vụt qua nơi đây, nhưng mà mình chưa kịp nhìn. Bóng ai đó vừa vụt qua nơi đây. Anh Thái thẳng gần. Không có ai. Trong này chắc chắn có người. Tại vừa rồi mình thấy có một cái bóng đen đen các bạn ạ. Bóng đen đen chạy trong trường này, các bạn nghĩ là cái gì? Trong không vào được. Vào đường này, vào đường này. Ui. À, Tùng Đen. Ở đây. Anh đã thấy mỗi cái đầu em mà đã bàn em rồi. Rồi ra đi. Ok, Tùng Đen nạn nhân đầu tiên đã bị phát hiện. Đấy. Tùng Đen chạy về mute cột à? Tùng Đen thua rồi các bạn ạ. Đấy, Tùng Đen. Anh đã tìm được Tùng Đen rồi các bạn ạ. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất các bạn ạ. Cảm thấy mình các bạn ạ. Tự nhiên mình như có rồi. À, Khanh nhá. Phải Khanh không? Ok. Hai người các bạn ạ. À. Bóng ai đó nhà vượt qua đây. Bác bảo vệ quét sân các bạn ạ. Đi đi đi. Mày đi tìm hay là tao đi tìm hả Tùng Đen? Có con sâu đó. Sao con này lấp kỹ nhỉ? Mình đi hết một vòng trường rồi mà. Đi Lamborghini đi tìm các bạn nhé. Không ổn rồi. Rồi đi tìm các bạn nhé. Chắc chắn là bọn nó ở trong cái chỗ này. À mình biết rồi. Tại vì mình ở trong tối, bọn nó ở ngoài sáng. Nên là mình cứ đi ra đâu là bọn thấy bọn nó lại chuyển chỗ khác các bạn ạ. Bọn này lưu manh thật. Ôi gái tối thế. Em tối thế. Anh đã sáng luôn rồi, sáng luôn. À, ở lúc mình đấy đánh nhầm các bạn, mình ở trong sáng. Thương nhá. Phải thương không? Phải thương không? Phải thương. Đó lo ăn. Có khi nào nó trên cái chuối không các bạn? Ôi, thật xa bầy. Thảo Đen. Vai. Ôi, Cún thắng rồi. Ờ, đúng rồi, còn mỗi Cún thôi mà. Cún nó chạy rất nhiều ơi. Em đâu? Nó đâu? Vừa anh Thái nó biết rồi nó chạy được rồi. Hôm nay chạy được bằng người, chạy được cái cây em à. Ô, lại thắng các bạn ạ. Ô, lại phải thắng các bạn ạ. Yeah. Ok, vậy là cái thử thách chơi trốn tìm trong trường của mình đã kết thúc rồi các bạn ạ. Và người chiến thắng đó chính là Thảo Đen. À, không phải à? Cún Bê Đê. Cún Bê Đê. Rồi. Ui ôi. Rồi áo Thảo Đen này. Nham này. Rồi đây trao nửa Cún Bê Đê 200.000. Yeah. Vậy là cái thử thách của mình kết thúc rồi các bạn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Hai phải đi học thêm nên quay hơi muộn. Mùa đông nên trời tối nhanh quá. Mới 5 giờ đã tối rồi. Lâu quá nên mình đốt lửa nướng luôn. Thảo ơi, của mày rồi đâu rồi đây? Chưa. Rồi đi, đi cháy đây. Đây này. Đấy, nhìn xem cái cục gì đen xì kia. Ok, của mình chín rồi, mang vào trong sân ăn rồi. Để